Cũng may mắn là anh Mỹ được một thời gian là khoảng 16 năm. Thì khi mọi người đến Mỹ thì chắc chắn mọi người có rất nhiều câu hỏi. Ở Mỹ đóng thuế nhiều quá anh. Quá trời tiền thuế luôn á. Chính vì vậy là họ mọi người mới cần những người như anh. Dạ. Trường Hồng Bàng thân yêu của chúng em, có thầy cô yêu quý, có bạn bè thân quen. Trường Hồng Bàng thân yêu của chúng em là nơi em có những kỷ niệm êm đềm. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Ngọc sẽ lại tiếp tục dẫn mọi người đi đến một nơi của một anh chàng đang khởi nghiệp tại Việt Nam. Anh đi du học ở Mỹ rồi sau đó anh cũng đã được rất là nhiều thành tựu ở Mỹ. Rồi sau đó anh lại quyết định trở về quê hương Việt Nam của mình và sinh sống làm việc ngay tại chính quê hương của mình. Thì hiện tại Ngọc đang đứng ngay tại nơi văn phòng của anh ấy. Chúng ta có thể gọi là một startup đi. Thì để xem là hôm nay nhân vật của chúng ta là người như thế nào thì mời các bạn theo chân Ngọc nha. Em chào anh. Hello, hai em. Giới thiệu với anh, em là Diệp Bảo Ngọc. Hôm nay em sẽ là host của chương trình Nghệ sĩ Du Ký. Rồi, cảm ơn Ngọc. Cũng may là anh mới về được Việt Nam được một tuần. Thì rất vui hôm nay em được đến tham quan văn phòng của anh. Thì mời em ngồi. Vâng ạ. Anh đã trở về Việt Nam được một tuần rồi đúng không anh? Đúng rồi. Thì anh đã xây dựng cái business này ở đây được bao lâu rồi? Anh có văn phòng từ Mỹ. Thì khách lượng khách hàng của anh là khoảng 50% là các nhà đầu tư và các doanh nghiệp ở Việt Nam. Thì khi anh thấy cái số lượng khách hàng ngày càng nhiều thì quyết định anh về Việt Nam mở thêm văn phòng ở đây để phục vụ mọi người tốt hơn. Cái chính của anh là anh tư vấn về thuế. Anh hoạch định thuế với hoạch định tài sản cho các anh chị mà sắp định cư hoặc các doanh nghiệp muốn mở văn phòng tại Mỹ. Nhưng mà thường mà khi khách hàng đến thì ngoài cái việc thuế họ sẽ hỏi nhiều cái thông tin khác ở Mỹ. Vì cũng may mắn là anh Mỹ được một thời gian là khoảng 16 năm. Thì khi mọi người đến Mỹ thì chắc chắn mọi người có rất nhiều câu hỏi. Thì khi họ thấy hiểu được anh là ở Mỹ một thời gian thì ai cũng hỏi nhiều thứ. Ngoài việc thuế là cuộc sống như thế nào, mua nhà như thế nào, ở đâu tốt, hoặc là trường học, nói chung sẽ hỏi mọi thứ. Mình sẽ hỏi tất tần tật luôn, cái đúng gì rồi. Không biết là sẽ hỏi. Đúng rồi. Đến thời điểm hiện tại là anh đã mở công ty riêng được bao nhiêu năm rồi? Anh mở công ty riêng được tính ra là khoảng là 7 năm rồi. Là lúc mà anh làm công ty PwC ra đó, thì chủ yếu khách hàng của anh là người Mỹ. Nhưng mà cũng may mắn là khoảng cách đây 4 năm, thì anh có một cái công ty về di trú ở Việt Nam. Thì họ cũng mời anh là hợp tác. Cũng nhờ như vậy mà mình bắt đầu mình có thêm khách hàng và thậm chí có các doanh nghiệp ở đây họ muốn mở chi nhánh ở Mỹ. Thì anh cũng trợ giúp vấn đề đó. Có nghĩa là ngoài cái việc tư vấn thuế, làm nội di trú thì anh còn tư vấn cho các doanh nghiệp ở đây mà họ muốn mở công ty hay là mở chi nhánh gì ở Mỹ. Đúng rồi. Làm sao để mà mình tiết kiệm về thuế mà mình làm cho đúng luật. Dạ, luật pháp Mỹ có khó để mà thành lập công ty không anh? Rất là dễ. Rất là dễ. Dạ, thì hầu như là mỗi tiểu bang là luật khác nhau. Nhưng mà cái việc thành lập công ty rất là khá là đơn giản. Mình cứ mở công ty, rồi thậm chí mình bỏ $100 vào tài khoản ngân hàng, rồi bắt đầu công ty mình có thể bắt đầu làm việc rồi. Thì thậm chí cái việc thành lập công ty là thường dưới một tuần là mình đã có thể mọi thứ bắt đầu, là có tài khoản ngân hàng, có mã số thuế để mình làm việc được rồi. Ở Mỹ đóng thuế nhiều quá anh. Quá trời tiền thuế luôn á. Chính vì vậy là họ mọi người mới cần những người như anh. Làm cái gì mình sẽ thấy thuế. Mình mua đồ là giống như thuế là VAT dưới Việt Nam nè. Có nhà ở thì mình phải đóng thuế bất động sản mỗi năm. Tất kỳ mình làm gì cũng có thuế rồi. Thuế thu nhập. Thuế thu nhập thì là có thuế thu nhập liên bang, thuế thu nhập tiểu bang nơi mình ở, và thậm chí cái thành phố mình ở đó nhiều khi họ cũng bắt mình đóng thuế. Là 3 lần thuế lận. Nếu vậy thì income của mình đa số là đóng thuế hết luôn hả anh? Gần như là em thấy, nếu như theo em biết các bạn của em nha, có khi đóng thuế đến 20 mấy%. 20 mấy% là chuyện bình thường, tại vì nó cao nhất có lên tới 40% lận. Oh my god.
Thế thì còn gì tiền lương nữa đâu anh. Là chính vì vậy á, nhưng là đó là cái công việc của anh, là ngay từ đầu là anh phải lên kế hoạch thuế. Dạ. Để ngay từ đầu để cho mọi người tiết kiệm cái thuế. Tuy là nó phức tạp nhưng mà nó rất là nhiều cái chính sách để mà hỗ trợ doanh nghiệp. Tài sản công ty mà mình mua là mình được trừ ngay liền trong cái năm đó toàn bộ giá trị tài sản. Ồ. Thì cái đó nó giúp cho doanh nghiệp là tiết kiệm được cái thuế phải đóng. Dạ. Thì cái đó là anh thường anh ngồi xuống với doanh nghiệp để mình làm việc trước khi cái năm kết thúc. Em thấy đa số người Việt Nam đi qua Mỹ thì ban đầu sẽ rất là bỡ ngỡ vì ở Mỹ có rất là nhiều cái luật nó khác biệt với lại văn hóa của Việt Nam. Bạn em đi một chiếc xe nó hơi ồn một chút, thế là nhà hàng xóm khó chịu gọi công an. Đúng rồi. Ví dụ ở một khu dân cư đi thì có một hai gia đình mà họ dùng cái nhà của họ để cho thuê Airbnb mà có nhiều người ra vào, thì những cái người trong khu dân cư đó cũng có quyền là làm đơn xin thành phố là không cho cái nhà đó đăng ký thuê Airbnb nữa, tại vì nó ảnh hưởng đến khu vực. Và một cái nên thấy là khác biệt nhiều, như là sống ở Việt Nam là thí dụ như là mình đi đường á, mình bị cảnh sát cho thổi giống như vượt tốc độ, thì ở đây thì thường là mình đóng phạt để mình từ từ mình lấy xe hoặc bị giam xe lấy xe ra. Chứ thật sự ở Mỹ đó là khi mình bị thổi tốc độ thì họ cho mình nhiều lựa chọn lắm. Một là mình đóng phạt, hai là mình đăng ký một khóa học lại kiến thức lái xe. Thì là học xong thì họ sẽ bỏ cái giấy phạt đó. Và cái lựa chọn thứ ba là mình ra tòa mình cãi. Nếu mà mình thấy mình không sai, thì có rất nhiều trường hợp là cái người lái xe họ biết là họ không sai, họ quyết tâm đợi ngày ra tòa. Thì luật của Mỹ nó công bằng là khi mà họ chọn cái ngày ra tòa đó, thì người cảnh sát mà thổi mình á cũng phải có mặt ở tòa để mà cãi với mình. Nếu mà cái người cảnh sát đó mà không xuất hiện thì là coi như mình thắng kiện. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, thậm chí mà khi người cảnh sát xuất hiện đó, khi mà mình nói chuyện mà mình thuyết phục được cái quan tòa là mình đúng, thì là những cái tích kịch của mình vẫn được bãi bỏ. Qua những lời kể của anh thì một phần nào đó em cũng có thể hình dung chút một chút xíu về nước Mỹ. Thì ngày hôm nay chương trình dành cho hai anh em mình 5 lá thư anh. 5 lá thư này sẽ là 5 bí mật để mà anh em mình sẽ khám phá cùng với nhau. Chắc là em sẽ để cho anh chọn nha, để xem mình sẽ khám phá cái gì trước tiên. Oh wow, cái này là cái căn nhà mà đầu tiên, cái khu này là khu nơi anh sinh ra và anh lớn lên. Ủa vậy hả anh, em xem được không? Em nhớ không lầm là chắc đâu đó ở quận 1. Quận 1 đúng rồi đó. Cái này là khu ra đường, là đường Tôn Thất Thiệp. Tôn Thất Thiệp là ngay phần chợ cũ á. À, là ngay chợ cũ. À đúng rồi, đúng rồi. Có rất là nhiều kỷ niệm ở đây. Vậy chắc là chương trình bố trí cho anh em mình hôm nay đi về thăm lại cái nơi cũ của anh. Ừ, để mình ôn lại kỷ niệm. Wow, vui vậy. Ok. Rồi, thế thì bây giờ anh em mình sẽ đi xuống dưới để xem là chương trình chuẩn bị cho mình cái gì để mà mình di chuyển. Okay. Đến đó nha. Đây anh ơi, chương trình chuẩn bị một rất nhiều kỷ niệm. Một chiếc Rolls Royce cho hai anh em mình. Chiếc này đẹp. Bây giờ anh chở hay em chở? Anh chở cho. Mà anh có bằng lái xe không? Có bằng lái xe. Có bằng lái xe phải không? Chắc A1, chắn nha. A1 B2. Nhưng mà quan trọng nè, bây giờ anh chở em anh biết đường không? Hên xui em. Lúc anh đi là anh chỉ biết có quận có số thôi. 3, 4, 5, 6. Ok, bây giờ mình đi nha. Còn nhớ nhà của anh ở đâu không anh? Dạ, còn nhớ chứ. Nhà là tuổi thơ gắn ở đây mà. Bên này anh... Đây bên đây nè. 42/48 số nhà là số 48. Đây căn nhà của anh ngày xưa đây. Đây. Vẫn không đổi. Cái cửa chỉ đó là sơn phết lại thôi. Sơn phết lại thôi, cái cửa sổ đổi chút xíu. Chứ anh ở đây là với ba mẹ à? Đúng rồi, anh ở với ba mẹ, mẹ với lại với ông bà nội. Ông nội của anh là xưa là Lã Thành. Là ngày xưa là những cuốn từ điển là anh Việt đó, là ông nội anh viết. Anh ở đây là coi như là từ lúc sinh ra đến lúc 8 tuổi. Ngày bé ở đây là suốt ngày chạy lang thang ở cái chợ hành lang này nè. Bạn bè rất là đông. Có đá banh không anh? Có đá banh. Đá banh là kỷ niệm nhất là anh hay ra Nguyễn Huệ. Ngày đó Nguyễn Huệ vắng lắm. À em nhớ là ngày xưa là hay có mấy trái banh mũ đúng không anh? Banh mũ, đúng rồi. Banh mũ thì sẽ đá không có ngon bằng mình phải Bỏ bóng vô xong rồi nhiều lớp. Đúng rồi, bỏ nhiều lớp bắt đầu thổi lên. Dạ. Bắt đầu nó mới nặng đá mới vui. Ngày xưa mình có con cà cuốn. Cà cuốn. Cuốn là cái con mà họ dùng, họ lấy cái nước tinh dầu á, họ làm ăn với lại bánh cuốn. Dạ. Nhưng mà sau khi họ lấy tinh dầu xong á thì họ lại hấp cái con cà cuốn nó lên. Rồi mình lại họ bán cho mấy em bé ở đây, trong đó có anh cũng đi mua về rồi bóc ăn. Mà ngon không anh? Thực ra cũng không nhớ ngon không, nhưng mà
nó vui, thấy bạn bè ăn thì mình cũng mua ăn theo. Anh có người bạn hàng xóm ở cái nhà cuối cùng á, thật ra anh không biết là họ còn ở đây hay không. Hay mình không đi thử không? Đi thử đi anh. Dạ, đi thử xem họ còn ở đây không. Ồ, chưa có shop. Anh còn nhớ bạn tên gì không anh? Tên Phương. Đây là nhà một người bạn học của anh, là lớp 1, lớp 2, lớp 3 luôn. Còn một người bạn nữa ở đầu kia. Mình đi thử luôn đi anh. Mình đi thử luôn. Bây giờ ở đây em nghĩ chắc không có người ở nhà rồi, mình đi qua kia đi. Anh thử thôi nha, anh không có chắc, để anh thử nha. Ủa, nhà này có phải nhà của Đức với Nghĩa không ạ? Ba anh em Đức, Nghĩa với Phúc. Với lại là có bác trai là xưa là bộ đội mà có cái tiệm giữa sửa xe dưới nhà. Bác nhớ không ạ? Dạ. Hỏi mấy người quen đề ạ? Con không nhớ chính xác nhà, con nghĩ là có thể là nhà một trong hai căn này. Ồ, dọn đi rồi hả? Đúng rồi phải không? Ba anh em dọn đi lâu rồi hả? Dạ, rồi cảm ơn con chị. Con cảm ơn bác, dạ, cảm ơn bác. Chị, dạ. Vậy là mọi người cũng dọn đi nhiều hết rồi. Anh còn tấm hình nào mà anh chụp ở nhà cũ không anh? Có, hồi bữa anh nhớ anh có một tấm hình là anh chụp ở đâu đây, anh ngồi một cái xe đạp. Anh không khác gì luôn á anh. Ồ vậy hả? Đó, hình như cái đường nó vẫn đây nè, đó, bây giờ nó sơn lại thôi. Bây giờ nó sơn lại, bây giờ nha, đen. Em có một thử thách dành cho anh. Anh sẽ phải tưởng tượng là anh đang ngồi trên một cái chiếc xe đạp này ha. Thần thái anh cũng phải y chang như vậy luôn. Còn em sẽ là cái người ở đứng phía sau anh nha. Rồi, cô Lý ạ. Nãy giờ anh em mình cũng khơi gợi lại rất là nhiều kỷ niệm ở đây rồi. Tuy nhiên thì mình cũng hơi tiếc một chút là mình không có tìm lại được người quen của mình. Nhưng mà không sao đâu, em nghĩ là chương trình sẽ còn rất là nhiều bất ngờ dành cho anh. Thì bây giờ sẽ là một bất ngờ tiếp theo. Cái chọn em cái nào cho anh chọn. Okay. Anh hãy chọn giá đúng nha. Chọn giữa nha. Rồi. Để xem tiếp theo mình sẽ đi đâu. Đây là trường cấp 2 của anh, và trung học cơ sở Hồng Bàng ở quận 5. Vậy thì bây giờ em và anh sẽ cùng tiếp tục du hành đến trường cấp 2 của anh nha, để mình tiếp tục ôn mời lại em thời thanh xuân. Đây, trở lại ngôi trường xưa, nhiều kỷ niệm quá. Anh nhớ là ngày xưa ở đây là có một bài hát lúc anh học là mới sáng tác. Anh còn nhớ không? Nhớ. Anh hát luôn đi anh. Nhớ thử nha. Ngày ngày em đi trên đường Hùng Vương, tung tăng vui bước bên nhau đến trường. Trường Hồng Bàng thân yêu của chúng em, có thầy cô yêu quý, có bạn bè thân quen. Trường Hồng Bàng thân yêu của chúng em, là nơi em có những kỷ niệm êm đềm, dù qua bao năm tháng vẫn không bao giờ quên. Bây giờ về đến ngôi nhà cũ của anh rồi, chắc là em sẽ nhường lại quyền làm tour guide cho anh nha. Bây giờ là anh sẽ dẫn em đi. Ok, đây là cái sảnh chính của trường. Thì ngày xưa ở đây là mấy thầy, mấy cô ở đây. Ở trường này thì thầy cô nào để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất anh? Thầy cô để lại ấn tượng nhất cho anh là hai thầy cô lớp 7 của anh, là thầy là hai vợ chồng. Cô là dạy môn tiếng Việt, môn văn, còn chồng là dạy môn tiếng Anh. Cuối tuần là cũng có đi học thêm. À, học thêm ở nhà hả? Học thêm ở nhà cô. À, nhà cô. Cô dạy thêm văn. Thì là rất là nhiều kỷ niệm. Ở ngày xưa là đây là cái sân trường ở đây, là ngày xưa anh giáo ngoài ở đây là nơi tập thể dục rồi, đúng là bây giờ vẫn còn. Đây ngày xưa á, là cái sân này là sân xi măng, nó không đẹp vậy đâu. Đó, thầy đó là thầy thể dục đó, là thầy là ở đây là từ năm 90 rồi đó. Ngày xưa anh cũng trong đội đá banh của trường. Anh làm vài đường đi. Sợ thầy không cho. Xin thầy vô làm vài đường. Hello em. Anh là học sinh ở đây là năm 93 tới 97. Rồi anh đây. Giờ anh khoác cái áo. Cho em đá nha. Rồi cho có bạn rồi. Hả? Ok, hồi xưa anh cũng đá trong đội của trường á. Anh đá như thế nào anh? Anh đá tiền vệ được rồi. Vô tình trong lúc mà Ngọc và anh Tuấn đang đi tham quan lại trường cũ thì anh Tuấn có gặp được một người thầy thể dục của mình. Rất là may mắn là Ngọc và anh Tuấn vừa vào ngay lúc mà thầy đang dạy lớp đá banh, cho nên hiện tại là anh Tuấn đang vào để mà đá luôn cùng với các bạn và thầy. Còn bây giờ mọi người hãy xem anh Tuấn của chúng ta trổ tài đá banh như thế nào nha. Oh!
Hồi nãy em thấy anh có một cái cú chùi chân rất là chuyên nghiệp nha, chùi một cái rách luôn cái quần. Em nói chùi là em còn lịch sự á. Không sao anh, em nghĩ đây là một kỷ niệm rất là đẹp. Anh sẽ giữ lại cái quần này. Giữ lại nha. Giữ quần này là... Nhưng mà anh phải để vậy luôn, không được may lại. Không nha. May lại luôn. Không mà cũng vui, nói chung là cũng chút bồ hồi được cái cảm giác. Tại vì cái chỗ đó cũng là ngày xưa là cái chỗ anh đá banh. Tuy là cũng hơi có chút rủi ro nhưng mà vui. Đây ngoài ra là chương trình còn chuẩn bị cho anh rất là nhiều. Đây em sẽ cho anh tự mở nha, để xem là sẽ gợi nhớ thêm một cái kỷ niệm gì về anh. Oh, đây là cô Kính. Cô là giáo viên chủ nhiệm của anh lớp 8. Là cô không có gia đình nên là cô rất là thương những cái người già neo đơn. Nên là hầu như là tất cả tiền cô làm ra đó là cô giúp các cụ già. Cô thậm chí là xây dựng một cái khu mà nhà cho cô đón tất cả người già cơ nhở về. Rồi đến lúc khúc các cụ bệnh thì cô cũng lo. Cho đến lúc các cụ mất. Nhưng mà cũng rất là buồn là cách đây 4-5 năm cô cũng mất rồi. À cô đã mất rồi hả anh? Lúc mà anh đi học ở Mỹ về thì anh có giữ liên lạc với cô không anh? Anh có, thông qua một người bạn. Và cách đây năm 2019 anh về để anh có gặp cô và mấy bạn cùng lớp tổ chức đi thăm mấy các cụ. Rồi cũng đóng góp. Thì hình như là sau khi anh về một thời gian ngắn là cô mất. Rồi tụi anh cũng rất là buồn tại vì con không ngờ lần đó lần cuối cùng anh gặp cô. Khi mà cô đã không còn nữa, vậy thì những cái nơi mà cô đã... À không, khi cô mất á, tất cả cái tiền để dành của cô là như là cô xây dựng cái chỗ để cho đón các cụ. À. Về đó, thì tụi anh cũng cố gắng là trong lần này về là sẽ đến thăm các cụ một lần. Thì tụi anh rất là quý, trân trọng những điều cô làm nên là tụi anh là lúc nào có dịp là cũng đóng góp về giúp đỡ cô. Và hy vọng là cho dù cô mất rồi thì tụi anh cũng cố gắng là tiếp tục cái việc mà cô đã làm. Thì anh có cái kỷ niệm gì ở đó không? Lần đó là tụi anh cũng kêu gọi bạn bè, cũng được hơn 10 bạn. Dạ. Thì đi 5-6 chiếc xe gắn máy á, chạy đến nơi thì thấy cái chỗ các cụ cũng rất là sạch gọn đẹp. Mình không ngờ một mình cô mà có thể là gây dựng được cái nơi là rất là khang trang cho các cụ. Là có những cái khu riêng là dành cho các cụ khỏe mạnh, còn một khu riêng dành cho các cụ yếu, để mà khi các cụ mà có chuyện gì mà không khỏe đó là có xe cấp cứu tới liền. Thì tụi anh đến đó, thì thấy có một số là các anh chị là cũng tự nguyện, họ đến hàng ngày, họ đến họ chia nhau, họ đến họ nấu ăn, họ dọn dẹp. Thì anh thấy rất là quý, tại vì là mình nghĩ là nhiều khi mình nghĩ có một cá nhân thôi mà cuối cùng xây dựng một cái nơi rất là lớn mà giúp được các cụ. Thì tụi anh cũng đến là đến thăm từng cụ. Thì có nhiều cụ là cũng hoàn cảnh rất là thương, có cụ cả gần 100 tuổi. Thì tụi anh cũng rất là xúc động. Ra cái mong muốn của anh là anh muốn tìm một cái nơi để cho các cụ, không những là các cụ cơ nhở, mà anh thấy là ở bên Mỹ đi, thì họ có những cái mô hình là nơi mà dành cho người nhà, cho người già, mà thí dụ như ban ngày không có con cái đó, họ đến cái chỗ đó sinh hoạt với nhau. Thì người nào có gì góp cái đó thì họ sinh hoạt với nhau từ sáng đến chiều, rồi chiều họ về nhà. Thì là anh cũng muốn là hy vọng là sau này mình cũng làm một cái gì vậy ở thành phố Hồ Chí Minh. Để nhiều người khỏe mạnh thì sẽ giúp đỡ mấy người yếu, rồi các cụ già ngồi lại với nhau, sinh hoạt với nhau, vui chơi, ôn lại kỷ niệm. Chứ anh thấy nhiều khi người già giờ ở nhà cũng buồn. Dạ đúng rồi. Thì là anh thấy cái mô hình nó rất là hay. Dạ, nó cũng là một dự án về cộng đồng khá là ý nghĩa. Thì em cũng hy vọng là anh có thể thực hiện được cái đó để mà một phần nào đó nếu như mà em cũng được góp sức trong cái dự án của anh. Cho nên nếu như mà anh có khởi động cái dự án đó thì anh nhớ đừng quên em. Chắc chắn rồi. Dạ. Tiếp theo thì đây sẽ còn một cái bí mật cuối chương trình dành tặng cho anh. Ồ, cái này là thầy Đạt. Thầy dạy tiếng Anh của anh. Cả thầy và cô, hai vợ chồng đều dạy cho trường. Và cô là giáo viên chủ nhiệm của anh lớp 7. À vậy hả? Anh rất là nhiều kỷ niệm với cô. Bao lâu rồi anh chưa gặp thầy? Anh lại là mất liên lạc với thầy là sau khi anh rời khỏi trường. Nếu như mà có một điều ước, anh có muốn gặp lại thầy để mà mình có thể tay bắt mặt mừng và ôm lại tất cả những cái kỷ niệm không anh? Chắc chắn rồi, tại vì ngày hôm nay về trường rất là nhiều kỷ niệm nên là mình cũng muốn một trong những cái đó, hy vọng được gặp được một trong những người thầy cô của mình. Được rồi, ngày hôm nay em sẽ là một cô tiên xanh. Biến điều ước của anh thành sự thật. Xin mời thầy. Ủa, hai thầy. Hello thầy. Ủa trời, thầy lâu quá thì cũng không đổi. Đúng rồi. Dạ thà. Dạ, lớn hả? Dạ đúng rồi thầy. Dạ lớn. Ủa cô, thầy cô khỏe không ạ? Khỏe, cảm ơn con. Dạ, dạ mời thầy lấy ghế ngồi đi con.
Rồi lâu quá rồi, là 20 mấy năm rồi thầy. Đúng rồi thầy. Dạ. Cũng phải là gần 30 không? Gần 30 năm rồi thầy. 30 năm rồi. Thì em vô đây là như là năm 90, 93. Ủa vậy thầy, vậy cô đâu rồi thầy? Cô khỏe không ạ? Cô yếu lắm, tại vì thầy nghỉ hưu sớm 1 năm. Ồ vậy á. Ngọc biết không, thầy á là thương cô lắm. Ngày xưa tụi anh học á là thầy với cô là một cặp. Rất là nhiều chuyện với mà học bà học bạn bè biết. Giống như là hả, nhiều khi cô làm khuya là thầy đốt nhăn mũi giống như cô. Hiện tại thì còn thầy còn công tác ở trường này không thầy? Nghỉ tại vì cũng 67. Ngày xưa á, là thầy cô dạy chung mà chiều nào là tại vì cô sức khỏe yếu nên là thầy lúc ngày nào thì cũng đón cô về hết á. Cô đi xe đạp thôi à. Ngày xưa trường học là có 4 người nổi tiếng là Nhất Tiến, Nhì Lung, Tam Liên, Tứ Nghề, là thầy giống như thầy số 5 vậy đó, là Ngũ Đạt. 4 người đó là tại sao lại là nổi tiếng hả thầy? Tại vì dữ. Dữ hả thầy? Thầy Tiến là hiệu trưởng. À dạ. Còn thầy Lung, phó. Thầy Lung là hiệu phó, hai người đứng đầu là ban giám hiệu rồi. Dạ. Còn cô Liên là nữ nhưng mà dạy toán cũng dữ lắm. Học trò nó sợ. Còn thầy Nghề về sau này, thầy Nghề về dữ luôn. Dạ. Con muối học trò nó là vô lớp thầy Nghề con muối mà nó bám mà trên trán nó không dám đập. Thôi để cho nó bay đi. Sợ đến mức vậy mà không có tự nhiên được. Dạ. Lâu ngày gặp được Tuấn rồi, giờ hỏi thăm giờ Tuấn sao rồi, làm công việc ở đâu? Dạ thì em thì sau khi em tốt nghiệp đại học kinh tế thì em đi du học. Thì du học xong thì em du học năm nào? Em đi học năm 2006 thì em học ở bên Mỹ được 2 năm rồi sau đó em ở lại Mỹ em làm việc luôn tới giờ. Rồi em cũng có thành lập cái công ty riêng bên đó về tư vấn. Thì công ty nó tên là gì vậy? Công ty đó và nó lấy họ của em là Lã Tax and Accounting. Thế là kế toán. Dạ. Accounting. Dạ. Thì em cũng may mắn là sau này là em có giúp cho rất là tư vấn cho rất là nhiều khách hàng ở đây. Dạ. Tức là người Việt là họ đầu tư sang Mỹ hoặc là họ định cư hoặc là mở doanh nghiệp thì em tư vấn tất cả mọi thứ ở bên Mỹ. Lần này cũng may về được gặp liên lạc được thầy thì em cũng sẽ cố gắng là tập hợp mấy bạn các bạn để em cũng muốn là tới thăm thầy với cô. Nếu mà Việt Nam thì tiện thôi, khi nào mà có điều kiện mà dịp lễ Tết gì hay là dịp nắng được là họp mặt này kia rồi. Dạ. Có mấy bạn cũ tới thăm, cũng ghé thăm cho biết nhà cũng tự cư. Dạ. Thầy đang cầm cái gì trên tay vậy thầy? Thầy đang cầm cái cuốn kỷ yếu bằng bàn đó. Tính hôm nay thấy được liên lạc với bạn Tuấn. Bây giờ mà kiếm ra một cái cuốn kỷ yếu này rất là hiếm luôn đó. Mà thời của em đâu có kỷ yếu đâu, thầy em học là chưa có. Giống là quà quý giá mà tiền bạc không mua được. Có hình của các thầy cô cũ nè, biết Tuấn về nhà xem lại. Trường Hồng Bàng thân yêu của chúng em, có thầy cô yêu quý, có bạn bè thân quen. Trường Hồng Bàng thân yêu của chúng em là nơi em có những kỷ niệm êm đềm. Dù qua bao xa cách vẫn không bao giờ quên, dù qua bao năm tháng vẫn in trong lòng em. Em vẫn nhớ thầy, em vẫn nhớ lời lắm á. Dạ. Quý quá anh ơi, bây giờ cái này là anh phải về anh cất thật. Đúng rồi. Cái này thầy có ghi nhá. Mến tặng em Lã Anh Tuấn. Trời ơi. Kêu học sinh thành đạt. Một phần thành công ngày hôm nay của anh Tuấn cũng là nhờ sự dạy dỗ của thầy. Dạ cảm ơn thầy và cô rất là nhiều. Nãy giờ mình đã ôm lại rất là nhiều kỷ niệm với thầy rồi thì em và thầy còn có một cái bí mật nhỏ dành cho anh nữa. Ủa vậy hả? Cái này là ngoài cái cuốn này là còn ngoài cái này còn một cái rất là hay ho nữa thì bây giờ để thầy sẽ đi chuẩn bị một cái món quà bí mật dành cho anh nha. Con mời thầy. Dạ. Con mời thầy. Hôm nay anh được nhiều quà quá anh Tuấn ơi. Quá. Em thấy là anh rất có cái quần mà có quà anh cũng thấy vui rồi á. Đổi lại cho con tròn luôn, vừa ôm lại được kỷ niệm nè, vừa lại có thêm những kỷ niệm mới. Rồi lại được quà, gặp được thầy cô. Gặp được thầy cô nữa, thăm lại trường nữa. Gợi nhớ bao nhiêu kỷ niệm. Đồ nó hơi vĩ đại ha. Oh wow. Của gia trường. Đây là cái áo đồng phục của trường bàn. Dạ. Em mặc trong cái mùa nóng hay là đi tập thể dục. Dạ. Tiết thể dục. Đây là cái quần theo cái áo của bộ đồng phục. Thôi anh nghĩ chắc anh thay luôn quá. Thay luôn đi anh. Anh học trò của thầy đây rồi. Anh ơi tự nhiên giờ em thấy anh á là còn có 18 tuổi anh. Ôi vậy hầu nào. Chưa được 18 đâu, 18 đâu được học hồi trường này. Đúng rồi ha. 15 rồi. 15 thầy biết sao tại con để 15 để trả giá 15 thì nó hơi lố. Hơi lố quá rồi. Đây bây giờ á để kỷ niệm chắc là con sẽ chụp cho thầy với lại anh Tuấn một tấm hình nha. 2
Ba, dạ rồi. Cảm ơn Ngọc. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Nghệ sĩ Du Ký đến đây là đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã cùng Ngọc và anh Lã Anh Tuấn quay trở lại trường Hồng Bàng để mà có thể khơi gợi lại những kỷ niệm của anh. Ngay bây giờ, Ngọc và anh Lã Anh Tuấn và thầy xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha. Chào mọi người.